Rồi khi kia một cái kỷ niệm sau này là khi mình cái thời gian mình đi dạy á, yeah. Đi dạy đi nhiều lắm, dạy nhiều là bé lúc đó là bé đến mới có 2 tuổi thì vô tình là Thư này đang tập xe đạp nhỏ đó, yeah. Vô tình lại điện thoại đó, alo, tên là Từ Tường Tường, à Từ lên cái điện thoại cầm lại điện thoại gọi cho ba, mà vô tình mẹ quay lại để cho MC có cái clip luôn à, dạ. À có cái clip đó luôn à, để mời được không? Dạ. Nào là, hỏi alo nè, alo. Dạ. Alo ba, alo ba. Đầu đầu dây bên kia nghe khá rõ, khá rõ. À, đây nè anh, đây. Ngồi coi đó. Trời ơi cưng quá. Yeah. Con đó Thư ơi, con đó. Cái lúc mà anh coi cái đó là mình xúc động đúng không anh? À, em cảm giác nếu như mà bản thân anh Hiếu Thành, mình ở mình đi xa mình làm, nhớ con, mình cũng nhớ vợ, mà tự nhiên nếu như mà vợ gửi cho cái clip đó, em đảm bảo cái khoảnh khắc mà ảnh đi làm, ảnh nhìn cái đó, anh sẽ không thể nào anh kìm được cái cảm xúc. Mà nhìn rất là dễ thương cái hình ảnh. Alo. Ba trời, em nói ba. Em cũng đang rất là xúc động luôn á, thật sự. Nói chung là thật sự là cái khoảnh khắc này là nó tự nhiên. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà bây giờ sau này mình giả sử lâu lâu mình ngồi có lại thì cũng được là cảm xúc. Dạ. Yeah. Nó wow. Thích là điện thoại.